Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin đáng chú ý. Ông Đoàn Ngọc Hải vướng lùm xùm xin oxy, trưởng nhóm từ thiện lên tiếng minh oan, chuyện gì đang xảy ra? Quân đội lội ruộng thu hoạch lúa giúp nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Đường liên tỉnh chưa xong đã hư hỏng. Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tức đầu tiên, ông Đoàn Ngọc Hải vướng lùm xùm xin oxy, trưởng nhóm từ thiện lên tiếng minh oan, chuyện gì đang xảy ra? Anh Trần Thanh Long, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm khẳng định sẽ gửi lại các bình oxy cho vợ chồng CEO Đại Nam trong thời gian sớm nhất để tránh làm tổn hại đến ông Đoàn Ngọc Hải cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty Đại Nam. Những ngày qua, trên mạng xã hội đang truyền nhau những hình ảnh và thông tin ông Đoàn Ngọc Hải cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đến du lịch Đại Nam, một đơn vị đang cung cấp oxy hỗ trợ chống dịch COVID-19, xin oxy tiếp sức cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, để giải thích rõ về lùm xùm xin oxy cứu người giữa ông Đoàn Ngọc Hải và vợ chồng CEO Đại Nam, anh Trần Thanh Long, chủ nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã đăng đàn nhiều thông tin về Facebook cá nhân. Theo anh Trần Thanh Long, việc xin oxy của vợ chồng CEO Đại Nam là do anh đứng ra nhờ ông Đoàn Ngọc Hải giúp đỡ, chứ không phải hành động tự phát của ông Đoàn Ngọc Hải. Anh Trần Thanh Long cũng cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải đã ủng hộ nhóm thiện nguyện Nhất Tâm 100 bình oxy 40 lít đã qua sử dụng, hiện đang nhập từ Nhật về. Đến ngày 6 tháng 9 sẽ có mặt tại Việt Nam với tổng giá trị là 230 triệu đồng. Nguồn này do chính anh Long tìm và ông Hải là người hỗ trợ chi phí từ quỹ vì đồng bào. Anh Trần Thanh Long cũng nhận thấy bản thân anh đã khiến ông Đoàn Ngọc Hải bị hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ông Đoàn Ngọc Hải. Để khắc phục phần nào lỗi lầm của bản thân gây ra, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm khẳng định sẽ gửi lại các bình oxy cho vợ chồng CEO Đại Nam trong thời gian sớm nhất. Để phần nào khắc phục hậu quả do chính tôi làm ra, tôi buộc phải xin phép được gửi lại những bình oxy của Đại Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Hy vọng rằng hạn chế thị phi dư luận làm tổn hại đến anh Hải, cũng như hạn chế những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến công ty Đại Nam, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm chia sẻ. Cuối cùng, anh Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty Đại Nam, đồng thời khẳng định công ty Đại Nam hỗ trợ nạp oxy là hoàn toàn miễn phí và nhiệt tình. Quân đội lội ruộng thu hoạch lúa giúp nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt siết chặt giãn cách xã hội, nông dân không thể thuê nhân công để thu hoạch lúa, nên các chiến sĩ bộ đội đã lội ruộng phụ gặt và vác lúa giúp người dân. Sáng 31 tháng 8, các chiến sĩ trường sĩ quan lục quân 2 đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ra đồng ruộng hỗ trợ người dân tại khu phố 3 thu hoạch lúa. Có mặt tại ruộng lúa của mình, ông Nguyễn Văn Bảy, 47 tuổi. Có mặt tại ruộng lúa của mình, ông Nguyễn Văn Bảy, 47 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc, rất vui mừng khi được các anh bộ đội giúp thu hoạch. Theo ông Bảy, trước đó ông loay hoay không biết làm sao khi cánh đồng lúa chín vàng ươm của mình đến thời điểm phải thu hoạch, nhưng do đang giai đoạn siết chặt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 nên gặp nhiều khó khăn trong việc thuê người làm. Sau đó, ông có chia sẻ sự việc lên hội nông dân của thị trấn Tân Túc thì được các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại địa phương này sẵn sàng phụ giúp thu hoạch lúa. Những trận mưa vừa qua khiến lúa bị ngã, nếu không thu hoạch sớm sẽ bị hư hỏng. Khi biết bộ đội xuống giúp dân gặt lúa, tôi rất vui mừng. Tôi cảm ơn các chiến sĩ bộ đội nhiều lắm. Không có các anh ấy, tôi không biết làm sao luôn, ông Bảy chia sẻ. Theo ông Nguyễn Hồng Sánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, người dân trồng lúa trên địa bàn huyện Bình Chánh tương đối ít. Mỗi mùa thu hoạch, đơn vị phải nhờ chủ máy gặt lúa từ Long An đến địa bàn để thu hoạch giúp người dân. Trên địa bàn huyện Bình Chánh có 188 hộ dân đang trồng lúa với diện tích khoảng 102 hectare. Với sự giúp sức của bộ đội, dự kiến trong 10 ngày tới, toàn bộ người dân sẽ thu hoạch xong vụ lúa, ông Sánh cho hay. Sau khi máy gặt liên hợp thu hoạch lúa rồi đổ vào bao, các chiến sĩ thay nhau vác lúa từ ruộng vào lề đường, cách đó khoảng 200 mét giúp người dân. Khi vác lúa vào nhà dân, các chiến sĩ tiếp tục dùng xe ba gác chở lúa đến nhà máy sấy. Hầu như tất cả những công việc nặng nhọc nhất đều được các chiến sĩ dành làm thay cho người dân. Đường liên tỉnh chưa xong đã hư hỏng. 11 năm thi công, dự án đường liên tỉnh Hải Phòng đi Hải Dương dài 12,3 km, tổng đầu tư gần 270 tỷ đồng, chưa hoàn thiện đã hư hỏng. Dự án đường liên tỉnh chạy qua 10 xã của huyện Thủy Nguyên, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt năm 2010, có đầu tư gần 269 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách thành phố. Theo thiết kế, đây là đường giao thông cấp 3 đồng bằng, bề rộng lề đường mỗi bên 2,5 mét, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, asphalt, phục vụ cho xe dưới 10 tấn.
Dự án được chia làm nhiều gói thầu, trong đó gói thầu chính xây dựng mặt đường và một số hạng mục phụ trợ thuộc gói thầu số 13 do Công ty Cổ phần Việt Úc trúng thầu, thi công với tổng giá trị 148,9 tỷ đồng. Dự án được khởi động cuối năm 2010 và dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Nhưng do vướng mắc về vốn, giải phóng mặt bằng đến nay chưa hoàn thành. Hiện nhà thầu mới hoàn thành được 4,8 km từ cầu Dinh, xã An Sơn đến đường tỉnh 352, nút giao xã Quảng Thanh, đoạn tuyến từ đường tỉnh 352, xã Quảng Thanh về ngã ba Đông Sơn, xã Hòa Bình, kết nối với quốc lộ 10, dài khoảng 7,5 km chưa hoàn thành. Trên đoạn tuyến này còn có khoảng 600 m mặt đường từ cầu Hòn Ngọc 3 đến xã Cao Nhân chưa được thảm bê tông nhựa Alpha. Trong khi đó, đôi đầu đoạn tuyến này mặt đường bị lún nứt, riêng đoạn cuối từ ngã ba Đông Sơn về đường tỉnh 359 vẫn dở dang. Ông Lê Văn Tiến, giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc, đơn vị trúng gói thầu số 13 cho biết, dự án đường liên tỉnh chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công do chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn, trong khi đó giá cả vật tư, nhân công liên tục leo thang. Về đoạn tuyến đang xuống cấp, ông Tiến giải thích do hơn tháng qua, nhiều ô tô chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 10 chạy qua, đã làm gãy, dập mặt thảm bê tông nhựa Alpha. Một số đoạn bị lún do tải trọng xe chở đất đá gạch cát lớn hơn nhiều tải trọng thiết kế của đường. Để khắc phục, chúng tôi dự tính chi phí phát sinh thêm 3 tỷ đồng. Ông Tiến nói và cho hay, khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến đường có lưu lượng xe tải qua lại rất lớn. Nếu giữ nguyên lớp thảm bê tông nhựa Alpha độ dày 7cm như thiết kế, sẽ không thể đảm bảo chất lượng công trình. Hiện Công ty Việt Úc và Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố và sở ngành liên quan cho nâng mức thảm thêm 7cm, cắm biển hạn chế trọng tải xe. Ông Nguyễn Thành Long, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Thủy Nguyên, đại diện chủ đầu tư dự án đường liên tỉnh cho biết, huyện đã nắm được sự việc và đang đốc thúc nhà thầu Việt Úc khẩn trương kiểm tra, khắc phục những điểm, đoạn đường xuống cấp, đảm bảo theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Huyện sẽ sớm báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố nghiệm thu đối với từng đoạn tuyến thuộc dự án để nhà thầu giảm bớt thiệt hại. Cũng theo ông Long, Ủy ban Nhân dân huyện đang đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cắm biển báo hạn chế trọng tải xe trên tuyến đường này, yêu cầu Cảnh sát Giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, xử lý xe không đảm bảo tải trọng đi vào đường cấm. Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng tổ công tác này. Tổ phó gồm 3 bộ trưởng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động, thương binh và xã hội. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo các bộ, ngành, tùy thuộc yêu cầu nhiệm vụ. Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan trung ương, địa phương, hiệp hội, chuyên gia. Tổ công tác sẽ giúp chính phủ, thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo phối hợp giải quyết những việc quan trọng, liên ngành trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ công tác sẽ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Thủ tướng giải quyết những vấn đề cấp bách có tính liên vùng, liên ngành cần gỡ khó. Bên cạnh đó, tổ cũng giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ ngành địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Đề xuất hướng xử lý những khó khăn này, tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ ngành địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền. Định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất, tổ sẽ báo cáo Thủ tướng về kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập nhóm giúp việc, tổ công tác để tham mưu giúp tổ thực hiện nhiệm vụ.